phát hiện thi thể nam giới đã khô ở chân cầu Long Biên. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau khi khám nghiệm tử thi được phát hiện ở chân cầu Long Biên Hà Nội, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, thi thể bị phân hủy khô lại. Chiều 8 tháng 5, Công an quận Hoàng Kim Hà Nội phát đi thông báo đề nghị các gia đình có người thân mất tích trong khoảng thời gian hơn một tháng trở lại đây thì liên hệ với đơn vị. Theo cơ quan công an. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, công an quận Hoàng Kiếm nhận được nguồn tin của anh NTH, sinh năm 1984 ở quận Long Biên, là nhân viên công ty quản lý đường sắt Hải Hà. Theo thông tin của anh H, trong quá trình kiểm tra đường sắt trên cầu Long Biên, anh phát hiện một thi thể ở chân cầu. Nhận tin báo, công an quận Hoàng Kiếm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể lên để pháp y khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu xác định nạn nhân là nam giới đã chết khoảng hơn một tháng, thi thể bị phân hủy và khô lại, hiện chưa rõ danh tính. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho ủy ban nhân dân phường Phúc Tân làm thủ tục mai táng theo quy định. Thưa quý vị, cách đây không lâu, tại một chung cư cao cấp ở Hà Nội cũng đã phát hiện một thi thể nữ giới đã khô trên ghế sofa, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo một cán bộ pháp y, sau khi cô gái tự phong theo thời gian tử thi vẫn bị thối rửa phân hủy. Bên cạnh đó, vị pháp y này cũng giải thích tình trạng thi thể này khô dần và hơn một năm sau mới được phát hiện. Đệm của ghế sofa khiến tình trạng thi thể khô dần Theo đó, vụ việc phát hiện thi thể cô gái đã khô trên sofa ở một căn hộ trung cư cao cấp thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời gian qua, nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi về quá trình phân hủy của thi thể này. Khi được đề cập về vấn đề này, một cán bộ pháp y cho biết, khi tổ công tác khám nghiệm hiện trường vào căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ, nơi phát hiện tử thi thì vẫn có mùi bốc lên, dù lúc này thi thể đã bị khô lại. Lý giải về việc phân hủy của thi thể cô gái, cán bộ pháp y này cho hay sau khi cô gái tử vong, theo thời gian, tử thi vẫn bị thối rữa, phân hủy. Tuy nhiên, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần. Toàn bộ phận bên trong của thi thể cũng đã bị phân hủy, chỉ còn lại hai tay, hai chân, có ít da, thịt, bám chặt, dính vào. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây án. Như thông tin đã đưa trước đó, chiều 28 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, tử thi đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vị này cho hay, mấu chốt phát hiện vụ việc xuất phát từ tin báo tìm người thân của gia đình cô gái. Công an thành phố Hà Nội sau đó cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc giả soát tìm kiếm. Ngày 26 tháng 4, qua giả soát, lực lượng chức năng nghi vấn người được thông báo mất tích ở trong căn hộ tại một khu đô thị ở phường Tây Mỗ. Khi tiếp cận vào trong căn hộ, nhà chức trách tìm thấy thi thể trên. Thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn sạch theo lãnh đạo địa phương tòa trung cư trên có hàng chục nghìn căn hộ nhiều căn không có ai ở vì vậy việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ là bình thường đồng thời khi không có yếu tố gì bất thường bảo vệ tòa nhà hay ban quản lý trung cư không được phép tự ý vào trong căn hộ của cư dân sau hơn một năm mới phát hiện ra thi thể thậm chí thi thể cô gái khá sạch sẽ không có mùi hôi thối của mùi tử thi vốn có khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn xoay quanh vụ việc bí ẩn trên liên quan đến vụ việc luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh cho biết trong vụ trên cũng như các vụ án tử vong chưa rõ nguyên nhân kỹ thuật hình sự góp phần giải mã luật sư thơm chia sẻ trong điều tra các vụ án công tác kỹ thuật hình sự có vai trò quan trọng đặc biệt là việc xác định đối tượng gây án trong các vụ chưa rõ thủ phạm phát hiện thu thập dấu vết vật chứng tài liệu góp phần điều tra chứng minh tội phạm không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên tiếp xúc với hóa chất thậm chí có vụ khám nghiệm giám định pháp y tử thi đang phân hủy hay đứng trước hiện trường những vụ cháy nổ nguy hiểm để bắt dấu vết tử thi phải lên tiếng chứng minh sự thật của vụ án vụ việc một cách khoa học theo luật sư, từ kinh nghiệm thực tiễn hơn 20 năm đã và đang tham gia tố tụng các vụ trọng án đoạt mạng người, các vụ việc tử vong chưa rõ nguyên nhân, luật sư Thơm cho biết, ông nhiều lần chứng kiến các cán bộ kỹ thuật hình sự, pháp y tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ việc để góp phần giải quyết vụ án. Có vụ việc thi thể đã tử vong nhiều năm, kể cả bị chôn vùi dưới đất khai quật lên, nhưng dưới bàn tay giải phẫu tử thi của các bác sĩ pháp y thì nguyên nhân tử vong của nạn nhân sẽ được làm rõ. Theo luật sư chia sẻ, thẩm quyền khi cơ quan điều tra cấp tỉnh, thành phố nhận được tin báo nạn nhân bị tử vong chưa rõ nguyên nhân thì ngay lập tức sẽ phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự đến khám nghiệm hiện trường và làm pháp y tử thi. Công tác pháp y được thực hiện rất nhanh chóng, không quản ngày đêm, không gian và thời gian. Kết quả pháp y ban đầu rất quan trọng để định hướng cho cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không. Thông thường qua công tác làm pháp y tử thi ban đầu các bác sĩ pháp y sẽ có thể xác định được ngay nguyên nhân nạn nhân tử vong để định hướng cho cơ quan điều tra quá trình tố tụng tiếp theo nếu xác định nạn nhân tử vong có dấu hiệu tội phạm giết người do có chủ ý tác động ngoại lực tử vong hoặc nguyên nhân khác thì cơ quan điều tra nhanh chóng truy xét đối tượng gây án nếu vụ việc nạn nhân tử vong không có dấu hiệu tội phạm do tự chấm dứt mạng sống hay bệnh lý sẽ bàn giao cho công an quận huyện tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật bên cạnh đó công tác khám nghiệm hiện trường cũng rất quan trọng làm càng kỹ tỉ mỉ, chi tiết từng dấu vết, thu giữ đồ vật tại hiện trường sẽ góp phần giải mã, lý giải vụ việc nạn nhân tử vong. Nếu vụ việc mâu thuẫn, sâu sát, răng co dẫn đến nạn nhân bị tử vong, thì hiện trường sẽ có nhiều bất thường như đồ đạc xáo trộn, vết máu vương vãi, tác dụng trên nền, vân vân. Ngay sau khi công tác kỹ thuật hình sự hoàn tất, nếu có dấu hiệu tội phạm giết người, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp tố tụng điều tra, xử lý theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng. Người nam sống chung nhà với cô gái tử vong đến khô giống người nước ngoài. Liên quan đến vụ thi thể nữ khô trên sofa ở một căn hộ chung cư, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, căn hộ ở tòa S403 đứng tên nạn nhân quê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân mua căn hộ này cách đây khoảng 2 năm. Sự việc bắt đầu từ tin báo của người nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Đồng Nai nghi ngờ người mất tích ở Hà Nội nên đã phối hợp với công an thủ đô tìm kiếm. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với ban quản lý khu đô thị để tìm kiếm nạn nhân qua điều tra mới đây lãnh đạo phường tây mỗ cho biết thêm thông tin về vụ việc cụ thể vị lãnh đạo cho biết tổ trưởng dân phố ở hiện trường có kể lại thi thể đã khô nằm trên ghế sofa sim điện thoại bị tháo ra lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy còn việc nạn nhân ở cùng với ai hay không thì công an đang tiến hành xác minh vào ngày 28 tháng 4 tại căn hộ nơi phát hiện ra vụ việc vẫn được đóng kín trên cánh cửa còn nhiều băng dính màu trắng theo một số người dân từ hôm phát hiện ra vụ việc hai ngày sau đó không nhìn thấy bất kỳ người nào mở cửa phòng còn băng dính màu trắng nằm ở cửa từ rất lâu chị N y người sống cùng tầng nạn nhân cho biết do không ở cạnh căn hộ nên chỉ nghe người trong tầng giờ đã chuyển đi nơi khác kể năm 2022 căn nhà này có hai người ở một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi Nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2022, những người cạnh bên nghe thấy trong căn hộ có tiếng cãi cọ giữa hai người, kèm theo tiếng động như vỡ chén bát. Chị Y cho biết thêm, từ đó trở đi, căn phòng không còn tiếng gì nữa. Còn sự việc chính xác như thế nào, chúng tôi không rõ. Cũng theo một số người dân sống cùng tầng, năm 2022, họ từng nghe thấy mùi thối và báo cho đơn vị quản lý tòa nhà. Tuy nhiên mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác. Về vấn đề mùi thi thể suốt thời gian qua không ai phát hiện ra, khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Theo đó, anh Nguyễn Kiên, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết, thông thường người đã tử vong không được chôn cất, mùi rất khó chịu, nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học như than hoạt tính rắc lên thì mùi nhẹ. Anh cho hay, các chế phẩm này được dùng rất nhiều trong ngành môi trường để xử lý rác thải hoặc tiêu hủy xác động vật liệu có ẩn khúc nào đằng sau thi thể người phụ nữ đã khô. Hiện công an vẫn đang làm rõ vụ việc này. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.